Ngày 10 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình dành song trò 32 tuổi, trú làng mạc Hu Y Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, về tội mua bán bất hợp pháp chất ma túy. Sau khi nghe tuyên án tử hình, hai mắt của trò đỏ qua quay lại nhìn hậu phi đang ngồi dự kháng phía sau. Khi cảnh sát dẫn trò ra xe bịt thùng về trại tạm giam, hậu phi của trò ghi theo ghi khóc nước nở người hậu phi vừa khóc vừa chạy theo sau xe rồi cựu chân xuống sân tòa án bất tỉnh nhân sự xỉu. Người thân đã động viên, nhiều người hậu phi ra xe trở về quê nhà với các con. Kể từ ngày trò bị cầm chiều 14 tháng 6 đến nay, hậu phi y trò và con thế hệ được gặp nhau, nhìn thấy nhau trong tình cảnh trò ra tòa. Theo Đại Dương Sơ, giữa tháng 5 năm 2019, khi đi chợ cửa khẩu Việt là huyện Kỳ Sơn, trò gặp và quen sòng sông sền người Lào. Đến ngày 13 tháng 6, gọi điện nói cần thuê trò mang 12 kg ma túy đá đi bán cho người đàn ông tên Tuấn ở thành phố Vinh Nghệ An, rét 160.000 đô la Mỹ. Sen hứa sẽ trả tiền công cho trò là 5.000 đô la Mỹ. Nghe số tiền công lớn, trò đồng ý và đi xuống thành phố Vinh gặp Tuấn. Tuấn nói với trò trở về nhà và sẽ liên lạc sau. Trò đi xe máy về làng mạc biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An, rồi gọi điện cho Sền gọi hàng xin bảo trò ở đó chờ, khi nào có hàng sẽ gọi lại. Trưa hôm sau, 14 trừ 6, sau khi nhận điện thoại của Sen, trò đi xe máy đến khu vực biên giới Việt Lào thì gặp hai người Lào không quen biết đưa cho trò một ba lô giải, bên trong có 12 gói ma túy. Chiều 14 tháng 6, khi trò chở ba lô ma túy đến khi vực cây làng mạc thanh thủy, thì bị cảnh sát và biên phòng phát hiện, cầm quả tang. Tại phiên tòa, cho thành khẩn khai báo, biểu lộ ăn năn hối cải và cho rằng mức tiền công lớn 5.000 đô la Mỹ bị cáo nghĩ là việc nhẹ, lương cao đã làm liều. Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định bị cáo cho tội lỗi thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có bàn bạc, có tổ chức, số lượng ma túy lớn nên cần loại bỏ lâu dài ra khỏi đời sống làng mạc hội.